Xin chào mừng các bạn cùng đến với những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Emirates, sân nhà của câu lạc bộ Arsenal. Chúng ta chuẩn bị dõi theo cuộc đọ sức trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 của giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024 giữa chủ nhà Arsenal và đội khách Sheffield United. Trong đó thì đáng chú ý nhất chắc chắn là sự vắng mặt của đội trưởng Martin Odegaard của câu lạc bộ Liverpool. Sheffield pháo thủ là trường hợp của Chesty. Đây là Declan Rice. Declan Rice quyết định sút xa. Cơ hội pha vào đến từ Kai Havertz. Rất nguy hiểm. Năm nay rất hay của thủ thành David Raya. Martinelli đi bóng rất ảo diệu. Chuyền bóng cho Saka. Có làm tình huống mà David Raya tạo ra một tiếng phát bóng tấn công rất hay để cho Martinelli tận dụng kỹ thuật vượt qua một cầu thủ Sheffield trước khi chuyền bóng cho Saka. Thomas Declan Rice. Bên ngoài đang di chuyển. Rice chuyền bóng vào trong rất hay. 1-0 dành cho Arsenal và đó là pha ghi bàn của Nketiah. Cơ mà Declan Rice tạo ra dành cho Nketiah. Hàng thủ của Sheffield nghĩ rằng Bukayo Saka có lẽ sẽ có một tình huống gây khó dễ bằng pha xuyên phá, nhưng cách xử lý này đến từ Declan Rice đã hoàn toàn khiến cho các cầu thủ phòng ngự bên phía Sheffield bất ngờ. Và chính Chesty là người đã không thể đỡ nổi quả bóng và để cho nó rơi vào chân của Nketiah ở một vị trí rất trống trải. Nhịp khống chế là hoàn mỹ của Nketiah. Và ở trong tư thế đối mặt với thủ thành Ford Birmingham thì có quá nhiều lựa chọn để cho Nketiah có thể có được bàn thắng mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng vừa rồi của Nketiah sẽ là khởi đầu cho Arsenal. Đây là tình huống lao lên đến từ Zinchenko. Zinchenko đã có nhiều lần có mặt trong khu cấm địa của Sheffield, ít nhất là 2 lần chúng ta nhìn thấy điều này. Và di chuyển nhẹ nhàng xuống. Và nhịp khống chế cũng tương đối ổn, nhưng vẫn chưa hẳn là quá tốt. Thời cơ vẫn có để cho Austin Justy đưa cái chân của mình vào và ngăn cản việc Zinchenko tung. Rất tốt. Smith Rowe. Saka không việt vị. Martinelli chân trái. Pha xử lý sở trường của Martinelli. Một nhịp về bóng sang hành lang, sang chân trái. Và một cú đá rất quyết đoán. Mọi thứ đều đã được sắp đặt. Lưỡi ở phía trước khu vực 16m50 và chờ đợi một sơ hở. Martinelli rất nguy hiểm. Xuống của Emin Smith Rowe. Thêm một nỗ lực đi bóng nữa của Martinelli ở hành lang cánh trái. Và nó tạo cơ hội cho Smith Rowe phía trong. Dứt điểm. Và mạnh lưới của Sheffield rung lên lần thứ hai. Cú đúp bàn thắng của Nketiah được thiết lập dành cho Arsenal. Có lý do để phàn nàn với trọng tài. Hãy cùng xem liệu rằng anh đã bị phạm lỗi hay chưa. Có vẻ như là chưa. Đúng là đã có một sự can thiệp đến từ Declan Rice, chính xác là từ Ben White. Cánh tay phải của Ben White cũng đã ngăn chặn Forenium. Nhưng đây không phải là pha bóng mà Ben White phạm lỗi. Một bàn thắng đúng luật dành cho đội bóng của Mikel Arteta và tỷ số sẽ là 2-0. Rằng là Sheffield sẽ tiếp tục chỉ có đúng một điểm sau khi vòng 10 khép lại. Dứt điểm từ xa. Một trái rocket tại sân vận động Emirates được tạo ra bởi Nketiah. Và hat-trick dành cho cầu thủ mang áo số 14 của Arsenal. Vui. Họ đang chia vui cho chủ nhân của cú hat-trick đầu tiên mà Arsenal có được trong mùa giải này. Wow. Quá hoàn mỹ. Một cảm giác chơi bóng tuyệt vời của Nketiah. Đỡ bóng, nhận bóng từ Smith Rowe, xoay người tung ra một cú dứt điểm không cần nhìn. Và nó găm vào góc khó. Pha bay người chỉ để làm nền cho một siêu phẩm đến từ Fordingham. 3-0 cho Arsenal tại Emirates. Không thể khác được. Nói về việc là ông cần phải xoay vòng. Và xoay vòng cho đến hiện tại đã là rất thành công rồi. Martinelli.
Đưa chuyền vào. Dứt điểm. Không vào. Và sau đó là Ben White. Đây là tình huống mà cú đá của Ben White, bóng đã ăn ra má ngoài chân phải và tạo ra một cú đá có những sự đột biến khiến cho cao thủ phòng ngự của Sheffield gặp nhiều khó khăn. Dứt điểm. Có bật ra và Tomiyasu đưa ra quyết định quyết đoán. Cú đá ở phía rìa vòng cấm. Một đường chuyền lên không tốt một chút nào cả. Và Fabio Vieira đã ngã xuống rất đau đớn trong tình huống vừa rồi. Triển khai bóng lên rất khinh suất là những gì mà Osborne vừa mới làm. Oliver Norwood là người đã có một pha xoạc bóng. Và hình như là anh xoạc vào gót chân của Fabio Vieira. Khá rõ. Norwood không phá bóng mà anh xoạc vào chân của Vieira. Đây là sự thật. Và chân của Vieira thì nằm trên vạch vôi của vòng 16m50, đồng nghĩa với việc đó sẽ làm quả penalty. Vậy chờ quyết định của ông Tim Robinson. Đó là penalty dành cho Arsenal, không thể khác được. Fabio Vieira ghi bàn và 4-0 dành cho pháo thủ thành London. Sau quả bóng mà chính anh là người đã bị phạm lỗi. Cú đá chìm và đánh lừa thành công thủ thành Fotheringham, người đã lựa chọn một hướng bay hoàn toàn khác hẳn. Đúng là sẽ là Fabio Vieira. Ông vừa chạm đầu Enneny, dứt điểm. Mạnh lên Sheffield rung lên lần thứ 5 trong trận đấu này. Và đó là pha ghi bàn của cầu thủ người Nhật Bản, Tomiyasu. Lại là một pha phòng ngự phạt góc không tốt nữa đến từ Sheffield. Nó gần giống với bàn thắng thứ hai của Nketiah trong trận đấu này. Cũng là một tình huống có phần hơi xoay người, một tư thế có phần hơi khó một chút nhưng ở cự ly rất gần. Và trong một mớ hỗn độn, Tomiyasu là người chớp thời cơ thành công, nâng tỷ số lên 5-0 dành cho Arsenal. Vì thành Manchester, nơi mà Man City sẽ phải làm khách đến sân Old Trafford. Không hề có lỗi, trận đấu vẫn tiếp diễn. Một chuyền tốt, Havertz. Lại một lần nữa thì Kai Havertz thoát xuống và có được cho mình pha dứt điểm, nhưng anh lại đá tung cạnh lưới của Fotheringham chứ không phải là bên trong. Và tiếng còi của trọng tài Tim Robinson cũng đã vang lên. Chiến thắng 5 sao được các học trò của Mikel Arteta tạo ra tại Emirates. Quả bóng sẽ được cầm về bởi Eddie Nketiah khi mà anh có được cú hat-trick vào lưới của Sheffield, quá trích đầu tiên tại giải ngoại hạng mà Nketiah có được.